Và địa điểm họ đang đứng là một cái nơi cũng của người Việt Nam nữa, nhưng sống tại vùng đất Campuchia. Và khu vực này là gọi là những người bên cầu Sài Gòn. Và nơi đây Quang sẽ đến một cái nơi rất là đặc biệt, một trong những cái lễ hội hành xác cũng rất là nổi tiếng trong khu vực này. Đến một cái am thờ ngài Quan Thánh Đế Quân và trò chuyện cùng với cái người gọi là trưởng của cái am đó. Thì bây giờ mình sẽ gặp anh Đoàn để anh Đoàn chia sẻ thêm một số cái khu vực của những người Việt Nam trong cái khu vực của Sài Gòn ở đây ha. Đây là anh Đoàn. Chào. Anh Đoàn là cái người có thể là đồng hành cùng Quang trong suốt cái chặng đường Quang đến Campuchia. Và mới đi Ấn Độ xong về thì ổng kêu quá đi ngay cái dịp gọi là cái gì anh? Tết Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu ngày He Cộ. Ừ, gọi là nơi đất đó. Campuchia. Ừ. Ở thủ đô Phnom Penh. Dạ. Ở đây là của người Việt Nam mình hết nha. Người Việt Nam. Tại đây là nơi. Ở đây là kêu là Chất Ngày Khổm. Chất Ngày Khổm. Chất Ngày Khổm. Kế cầu Sài Gòn. Kế cầu Sài Gòn. Có sông Sài Gòn luôn. Rồi. À, trước tiên thì mình có cái miếu ở đây. Miếu ông Tà. Ông Tà cúng cái này ha. Dạ. Mình trình với ông Tà mình lại. Mọi người có thấy ông Tà trong đây không? Một cái miếu nằm ở góc đường cũng Campuchia. Và nơi đây thì do người Việt Nam mình thờ cúng. Và trong hầu như hết ở đây người Việt Nam hết luôn anh? Ừ, người Việt Nam hết. Dạ. Vì tin ngưỡng ông Tà nơi đây. Dạ. Thời tiết bây giờ rất là nắng luôn. Không biết tại sao mà cái khu vực của Campuchia, đặc biệt là ngày hôm nay cực kỳ nắng. Em đi rất là mệt luôn. Đúng rồi. Quang đi 2 giờ sáng tới đây, rồi công việc cũng lu bu, rồi tới giờ này Quang muốn có một cái thước phim hay. Đúng. Thì ngoài cái việc mà chúng ta đi vòng vòng cái xóm Việt Nam mình, mình phóng vắng một số người. Đúng. Và rồi chúng ta đến một cái am của mình đến một cái am của em trai của anh. Đó là cái am của Duyên. Để mình phỏng vấn cũng như là nói về cái văn hóa tín ngưỡng tại cái khu vực của người Việt Nam sống ở cầu Sài Gòn, đúng Campuchia này. Ở Chất Ngày Khổm. Chất Ngày Khổm. Chất Ngày Khổm. Ở đây thì họ sống chủ yếu bằng nghề gì anh ha? Nhiều là họ cũng làm đủ nghề. Dạ. Đó là làm hồ có, làm sơn nước có, đủ nghề hết, làm mộc có, làm cá mua có. Bán. Dạ. Mua bán cũng có. Dạ. Mình đến đây mình phỏng vấn cái chào con. Kiếm bác Năm này. Cô Năm biết không, thì con từ phương xa đến thì cũng Việt Nam. Mà con nghe nói là ở Campuchia thì người dân Việt Nam mình sống trong khu vực ở cầu Sài Gòn rất là đông. Thì con thì làm về những cái đề tài nghiêng về văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Thì hôm nay thì con nghe nói là cái khoảng cái dịp gọi là sau Tết á, khoảng 15 á, là có một cái lễ hội hành xác gọi là đi cộ. Cho nên con muốn tham gia lễ hội ở đây. Nhưng mà tuy nhiên thì con muốn hỏi một số thông tin á. Tức là cô Năm qua bên đây sống lâu chưa? Ủa, tôi sống đây từ đó nay mà. Từ nhỏ lớn luôn? Từ nhỏ lớn luôn. À, nhưng mà sống trong khu vực của người Campuchia sao mình biết tiếng Việt ta? Tức là bà con ở đây nói tiếng Việt hết, mình biết tiếng Việt luôn. Biết, người có chung là người Việt Kiều. Dạ, Việt Kiều. Ở đây biết tiếng Campuchia, biết tiếng Việt Nam luôn. Dạ. Thường ở đây thì bà con mình là sống bằng nghề gì là chủ yếu cô? Thì người làm hồ cũng có, người làm ít chai cũng có, mua bán đủ thứ. Cái gì cũng có chân. Dạ. Tại vì cô Nam biết không, con đến đây thì con nghĩ là sẽ ít người Việt Nam, mà con biết ở đây thấy ai hầu như cũng người Việt Nam hết trơn á. Mà nhưng mà làm cái nghề như vậy thì họ tại sao mình không làm ở Việt Nam mà mình sao đến Campuchia để mình đã làm? Mình sống đây nó thoải mái hơn Việt Nam nhiều. Thoải mái là sao cô Nam? Cô nghĩ là mình dễ làm ăn hơn. Dễ làm ăn hơn. Kiếm tiền dễ hơn. Thí dụ như ở Việt Nam tại sao phải khó sống hơn ta? Mình nghĩ mình không có giấy tờ. Không có giấy tờ sao sống được? Tức là mình ở đây thì mình có giấy tờ ở Campuchia đó, giờ rồi cho nên mình về để mình không có làm giấy tờ được. Rồi, cho nên là rất là khó. Dạ. Sống không được, khó sống. Dạ. Như vậy thì cô Năm ở tới đây là con cháu mình bây giờ lớn lên cũng ở khu vực này hết luôn. Ở đây hết luôn. Vậy rồi mình học, mình gọi là đi học này kia nọ thì cũng học trường Campuchia đó. Có học trường Campuchia, trường Việt Nam cũng có vậy. Ở đây có trường Việt Nam luôn. Có luôn. Dạ. Trường Campuchia, trường Việt Nam, rồi đi dạy tiếng Anh cho mình nữa. Dạ. Cũng có trường dạy cho mình luôn. Dạy tiếng Anh. Dạ. Như thì mình lớn lên mình cũng đi học mà làm một số công ty cũng nếu mà lớn lên vòng vòng khu vực này luôn. Dạ, nhiều khi đi làm đủ nghề chân, làm công ty này, công ty kia gì có khả năng đi làm chứ, phun dịch ở Trung Quốc này kia đó. Con đến đây thì con biết là hàng năm cái lễ hội tổ chức á, vào những cái mùa này là đông lắm không? Đông. Đến đây đông lắm không? Tại mùa Covid giờ là ít nè. Dạ. Mùa Covid giờ ít, hồi lúc chưa Covid là mấy ngày nay vui lắm. Dạ, đông lắm ha. Đông, từ ngày 13 tới ngày 17 á. Dạ. Nên đi vui lắm.
Nhưng mà ở đây là cô là bán cái này luôn. Dạ. À, khu vực của mình là khu vực này là chỉ là một cái xóm thôi hay là tất cả đều là người Việt Nam mình hết? Một xóm, đây mà ở xóm rồi xuống dưới chợ một xóm nữa, rồi xuống dưới kia nhóm nữa. Dạ, có nhiều nhóm. Ở đây là cái chợ mình là chợ ở đâu ta? Chợ mình đi xuống dưới một chút hả? Là chợ của Việt Nam mình luôn. Chợ Việt Nam, Campuchia, lạng sản nha chứ. À, cũng hay quá ha. Nhưng mà ở đây thì có nhớ Việt Nam không? Lâu lâu cô có về không cô nè? Về hoài gì? Đi ra tới Vũng Tàu á. À, nhà cô nằm ở Vũng Tàu. Dạ, ổng đi Tây Ninh nó mới lên 2 ngày nay á. À dạ dạ. Với là gia đình mình là ở Vũng Tàu. Thì dòng họ. Dòng họ cô bác này kia dạ. À, bây giờ thì anh dắt em tới cái am được gần gần đây để anh dắt em đến cho biết am của em của anh. Dạ. Đắc địa ở đầu cầu Sài Gòn ở đây hả? Chắc Nghệ đúng rồi. Ồ. Có hai em hộ pháp to quá luôn. Đúng rồi. Đây là hàng năm là phải đi he kiệu, đi dương kiệu. Nhưng mà cái tên này tên gì ta? Cái tên tên này của để là cũng như là mấy chữ Tàu này là của mấy ông quan đế Thánh Quân. À, quan đế Thánh Quân là cái am là tên quan đế Thánh Quân luôn. Đúng rồi. Dạ. Dạ. À, Quang sẽ giới thiệu cho cái nhà về một cái am rất là đặc biệt tại Phnom Penh. Tại xứ Campuchia này thờ Quan Thế Âm Quân và cũng là một trong những cái nơi mà tổ chức cái lễ hội giống như là hành xác tại nơi đây. Tuy nhiên thì năm nay Quan sẽ quay tổng thể những cái lễ hội tại Campuchia này thì mọi người đi theo Quan nha. Đi anh ơi. Còn xích thố đúng không? Xích thố. Dạ. Em mấy ông phải có xích thố. Hôm nay thì con là Châu Minh Quang, con có duyên con về con hướng lên các ông các ngài tại nơi đây để có duyên một cái cơ hội để con có thể quay những cái thước phim về lễ hội hành xác tại Campuchia này. Mong là các chư vị, các hộ pháp, các có mặt tại nơi đây giúp cho con có một thước phim hay cũng như là thuận buồm xuôi gió để gửi đến bà con Việt Nam mình, cũng giống như là có một cái thước phim gọi là chân thực nhất tại nơi đây. Và con mong là các ông hỗ trợ con hay có được một cái thước phim đầy những cái ý nghĩa về văn hóa tâm linh tín ngưỡng bên đạo thờ ông, và những cái lễ hội này nó mang một cái nét văn hóa rất là đặc biệt tại cái khu vực của Phnom Penh Campuchia. Mong là các ông giúp đỡ con có những cái điều thuận duyên để con có những thước phim bí ẩn huyền bí để gửi đến bà con của Việt Nam mình. Dạ. Ở đây rất là nhiều bàn thờ và quan sẽ cúng tạm gọi một cái nhang ha. Và đến đây thì con thấy cái ghế rất là to này. Đây là một cây đao của ngài, rất là to. Em đó là cây đao của ông Hổ. Dạ. Cây đao của ông Quan Thánh Đế Quân chứ. Ông Hổ, cây đao của đao Quan Thánh Đế Quân thì ở nằm ở xa. Đao ông Hổ ha. Dạ. Ở đây là mình thờ năm ông. Năm ông. Con thấy năm ông. Đúng rồi. Dạ. Đây, mấy cái thờ ông đao của ông đây. Ở đây có ba ông, thấy ông mặt đỏ á. Ở đây quá. Mình sẽ hỏi. Em sẽ đốt một cây thôi ha anh ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đây có nhiều bàn nhiều thờ, thờ nhiều quá mình dạ. Đốt một đây có ngài là địa tạng nhang. Đây cái kiệu này là mình đi hàng năm. Dạ. Để đây là của ông là năm của ông Phan Đế Thánh Quân. Của đây là bên đây là của ông Trương Phi. Bữa thành ổng Trương Phi, cái đao ổng Trương Phi nè, đao của ổng nè. À đây có bàn thờ Phật nè anh ha. Tại Quang mới vô lần đầu cho Quang không biết được nó có bao nhiêu cái nhang ha. Cho nên Quang thấp tạm thôi. Bên đây chúc mình sẽ hỏi cái anh trưởng ở tại nơi đây để anh giới thiệu cho mình nhiều cái bàn thờ nơi đây và ý nghĩa cũng như là cái lễ hội được tổ chức như thế nào ha. Bàn thờ này là thờ các vị chẳng hạn như là ngài Thích Ca Mâu Ni nè, mẹ Quan Âm nè, mẹ Diêu Trì Phật Mẫu nè, rồi có Na Cha nữa. Cái bàn thờ rất là nhiều chư vị, phía sau là thờ ngài Thích Ca nữa nè, rồi tượng Quan Âm rất là lớn. Cái xua đi lên đẹp. À anh là em trai của anh Đoàn. Anh Đoàn. Dạ, là chủ của cái em này luôn ha. Dạ, dạ đúng. Dạ, em chào anh. Dạ. Hôm nay em có duyên em về đây. Dạ. Thì nói chung là mấy năm vừa rồi á thì em có làm một số cái lễ hội tại Tân Châu.
Thì năm nay thì được anh Đoàn giới thiệu thì em có duyên về đây thì em muốn có một cái thước phim rất là ý nghĩa, cũng là giới thiệu những nét văn hóa tín ngưỡng của người người Hoa, cũng như là về cái nét gọi là hành xác. Cho nên là em mong là có duyên về với mình, em muốn anh giới thiệu cho em vòng vòng cũng như là những cái tâm linh tại nơi đây được không ạ? Dạ dạ được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Khi mà anh bước vào đây á thì em thấy có bốn cái chữ Tàu, thì anh Đoàn nói với em là đó là am của Quan Thánh Đế Quân. Dạ đúng. Dạ, là am mình là tên Quan Thánh Đế Quân. Dạ đúng. Thì cái địa điểm ở đây là địa điểm gọi là cái địa chỉ ở đâu anh cho anh đầu tiên á? Ở đây kêu là Trần Rê Crown. Trần Rê Crown. Dạ. Nằm gần cầu Sài Gòn. Gần cầu Sài Gòn. Dạ. Đường thì, số 2. Dạ. Thì cái am mình tới ngày hôm nay mà anh thành lập á thì được bao lâu rồi? Được lúc thành lập là 2005 tới giờ. Ồ, vậy cũng lâu lắm ha, là 18 năm. Dạ. 18 năm. Thì trước khi em bước vào đây thì em thấy là cái nơi thờ của mình rất là trang nghiêm, cũng như là những cái tượng của các ông rất là to. Thì em biết là ở đây đặt là năm ông, thì năm ông nào anh có thể giới thiệu giúp em được không ạ? Ngày chính giữa là Lưu Bị, còn ngày bên kia là Quan Thánh. Dạ. Ngày áo đen dưới đây là Trương Phi. Dạ. Còn ngày áo trắng này là Triệu Tử Long. Dạ. Còn ngày trên kia là Gia Cát Lượng. À, tức là nằm trong Tam Quốc Chí luôn, tức dạ, là dạ. Về năm bốn người đi phò ngày Lưu Bị để dạ, dạ. Tam Quốc ngày xưa. Dạ đúng rồi. À, như là cái này là cái điển để người bên các vị báo mộng anh làm, hay là anh tự ở trong đó anh làm như thế nào? Cái điển ông về để báo mộng để cho mình là làm để cứu dân độ thế. Dạ, ở đây. Dạ. Thì trước tiên thì đầu tiên là ban thờ này trước tiên, rồi sau đó mới từ từ ra nhiều hơn. Dạ dạ đúng. Dạ. Rồi. Hồi nãy em có hỏi anh Đò, không biết là cây đao này của ai anh? Của ngài Quan Thánh hả? Của ông Hổ. Ông Hổ? Là ông Hổ có cầm đao luôn? Có. À, dạ. Rồi tất cả những bàn thờ trên đây thì bàn thờ nào của ngài Quan Thánh nè? Cái bên này. Là của ngài Quan Thánh. Cái bên kia là của Trương Phi. Bên Phi. Cái này là Quan Thánh nè. Dạ. Tức là mỗi cái bài vị là nó có bằng gỗ như vậy. Đúng để rồi. Cho chúng ta mình hình dung được. Dạ dạ. Dạ. Thì em thì hôm nay em có duyên về đây, em mong là em có được một cái thước phim em chia sẻ cho bà con của Việt Nam mình về cái am, cũng như là về văn hóa tín ngưỡng, về tâm linh của anh, cũng như là về cái nét đi cộ của người Campuchia có khác vì ở Tân Châu ở Việt Nam hay không. Khác biệt nhiều anh. Dạ đúng rồi, tại vì hàng năm á anh biết sao không? Em làm á thì người ta nói là dạng gọi là những người không tin về tâm linh á, họ nói là mê tín dị đoan này kia nọ, nhưng mà không phải là ở Việt Nam mình có đâu. Hầu như tất cả các nước đều có về cái văn hóa đó. Dạ, thì em là cái người làm văn hóa cho nên em muốn là giới thiệu tất cả. Cho nên em rất là có duyên, hữu duyên về đây để mong là được anh chia sẻ để cho người ta biết hơn về cái nét văn hóa tín ngưỡng này. Dạ dạ. Dạ. Thì bàn thờ tiếp theo là ngày Địa Tạng anh ha. Dạ dạ. Rồi. Cái ghế to quá. Là ghế này của ngài ngồi. Của ngài về lúc ông về xác là nhập xác về là ngồi ghế này. Dạ. To quá. Rồi. Này là Tam Quốc Thiên Dương. Là gồm ai anh ha? Cái này là không có bên bổn đạo năm ông, chỉ là Tam Quốc Thiên Dương này của người ta, người Hoa người ta xuống ta cúng cho mình cũng không biết là để là người ta để là để làm cái gì. Dạ. Mà người ta cúng cho mình, người ta kêu mình thờ hương đi rồi người ta tài trợ cho mình. Nhưng mà biết tên từng vị không anh? Không. Tam Quốc Thiên Dương em chỉ không... gọi chung ba ông là Tam. Dạ. Quốc Thiên Dương thôi. Dạ rồi. Bên đây là ngài Quan Thánh. Dạ. Rồi Hồng Hà Nhi. Dạ. Hồng Hà Nhi là nếu mà xét về trong gốc đạo bên thờ ông thì là một cái em có gọi là gì ta? Một cái vị gì á, tức là nó một cái danh tước gì á. Dạ. Vị này là đi theo mẹ. Mẹ Du Trì. Dạ dạ đúng. Mẹ Du Trì Phật Mẫu. Đúng rồi. Còn phía sau là cũng của Hồng Hà Nhi luôn. Dạ. Còn cái tượng bên đây là của ngài nào ạ? Của ngài Trương Phi. Trương Phi. Dạ. Dạ. Tức là từng cái nơi mà thờ như thế này là có một vị về tại tại cái am mình. Thì cái này mình sắp xếp lên như vậy là ngày hôm nay á là mình sắp xếp lên như vậy, nếu mà ngày mai mình đi cổ á là mình xin thỉnh nguyên cái bộ phận này đem để lên xe. Dạ, bắt đầu thỉnh ông về là đi đạp đi đường. Dạ. Dạ quá hay luôn. Đi ở đây thơm quá. Ở đây là cũng là các ông kêu về làm như vậy luôn. Dạ dạ. Dạ. Ông Bạch Hổ à. Dạ dạ Bạch Hổ. Bạch Hổ. Lại là mình được bao nhiêu ghế ta? 1, 2, 3, dưới phía trước là 4 ghế. Dạ. Dạ. Là mỗi ghế là một vị về giống như anh nói. Dạ, dạ, dạ. Em thấy ở đây nó có mấy cây dao để dưới chân như thế này nè. Nó khác những cái chỗ mà em từng đến đó, Tân Châu á. Dạ. Thì ở đây là ghế của ngày nào về anh? Ngày Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi về là để cái tay lên. Để tay lên đây, ngồi lên đây. Ở dưới đây cũng có dao.
Ồ. Dưới này cũng có, lưng cũng có luôn. Là dao này có mài cho bén không anh? Mài. Rồi bén. Bén lắm anh. Rồi bén lắm nha. Đây rồi cũng dao nè. Dao hết. Lưng dao hết. Trời ơi. Dưới đây cũng dao. Còn bên kia là của ngày nào anh? Của ngày Quang Thánh. Là của anh về. Dạ, của Trương Phi. Là người ngồi cùng ghế luôn. Dạ. Dạ, bên kia ha. Nhưng mà ở đó là gọi là đinh thì cũng có dốc nhọn luôn anh hay là sao anh? Dạ, mỗi năm là tháo ra mài một lần. Dạ. Năm nào cũng mài như cái này, năm nào cũng mài. Tháo ra từ cây rồi mài từ cây hết. Rồi mới đóng vô trở lại. Dạ. Và cái ghế này là cũng 18 năm ha anh? Dạ. Tôi 18 năm mà còn gỗ mà chắc gì làm thấy cũng hoành tráng rồi đó. Dạ. Tức là gỗ cũng xịn á. Xịn. Dạ. Gỗ tốt. Quang đụng thử được không anh? Được. Ôi ơi, bén. Bén nhót à, mọi người nhìn để cận cảnh nha, bén lắm á. Nè. Để là đứt tay, kéo ngang là đứt liền á. À, cái này là những cái tấm phù để lên, để... À quên, sẵn đây em hỏi luôn là những cái tấm phù đó để lên cái ý nghĩa là gì ạ? Để cho ông ngồi ngự. Ông vẽ ra vậy chứ ông không có nói. Ông không có nói là cái những cái tấm này để lên để làm gì? Dạ. À đây là kiếm của ngài Trương Phi anh ha. Dạ dạ. Bên vô vụ nghe cái nhánh nhỏ vô con. Rất là sắc. Hả? Vậy là ông cắt lưỡi. Anh cầm cái kiếm anh kéo lên anh có cảm ứng gì không? Rảnh rồi. Đúng không? Có đúng không? Anh cảm giác anh vừa kéo lên em cũng hơi sợ, tưởng ông cắt liền. Tại vì ngày Trương Phi á rất là nóng. Nóng lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Mà về năm nay là mấy ổng cho quay phim không? Anh có xin cho được đúng không? Để chúc em thắp hương em xin dạ, cho. Dạ, xin dạ. Cho em quay này kia thế anh ha. Dạ. 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 Nãy giờ em xin này rồi. Gần 10 kg. 10 kg là của ông của ngày nào? Của ngày trời Trương Phi. Trương Phi. 10 kg. Ông về ông cộng múa bình thường luôn. Dạ. À. Cái đây là của ngày Quang Quang Thông Thánh. À. Ngày Hồng Hà Nhi thì cầm kiếm. Không, ngày Hồng Hà Nhi chỉ tượng trưng vậy thôi chứ mình ông không có gì. Dạ. Chỉ có cái kiệu sao thôi. Kiệu sao về. Dạ. Dạ. Cái này là bao nhiêu ký anh? Cái này gần 7 kg. 7 kg, 2 cây ha. Dạ. Là thường ông cầm cái đao nào? Cây này. Cây này từ xa xưa tới giờ. À. Cái này là chính một tay em làm. Ông về báo mộng cho em là cái khung cỡ của nó vậy. Em tự mua inox về em cắt làm. Làm luôn. À. Anh, em nghe nói mà cái cân á, cái cân của cây đao của ngài Quang Thánh là bao nhiêu cân? Đúng là 180 kg. 180 kg, nếu mà tính theo cái ký của Việt Nam mình. Dạ. Là có cái nào ông về ông báo mình cầm cái cây 180 kg không anh? Không. Cái cây đó chắc em nghĩ nặng lắm ha. Dạ, anh ha. Dạ. Anh ơi cho em hỏi là những cái lá cờ ở trên đây á, là mỗi năm mình đi như vậy á, là cũng phải để cờ như vậy luôn. Dạ. Cờ như luôn, đánh nguyên cái ghế cũng khiêng đi như vậy luôn là dạ, nó dạ. Nhúng. Đúng rồi. À. Vậy thì em mong là em cũng có cái cơ hội để xem cổ của Campuchia nó như thế nào. Dạ, dạ. Nó hoành tráng cũng như nó lớn như thế nào. Thì dạ. Mong là sẽ có được cái thước phim hay cũng như nói lên cái lễ hội của mình tại nơi đây em ha. Dạ, dạ, dạ. Ở đây là bàn thờ của... Này của mẹ Quan Âm. À mẹ Quan Âm. Ngài A-di-đà. Dạ. Theo cái văn hóa ở nơi đây á, thì anh là người về sát ai? Em về sát Quang Thánh. Quang Thánh. Dạ, là đầu tiên. Đầu tiên là thành lập cái này là về sát Quang Thánh trước. Dạ. Rồi tiếp theo là ngài Trương Phi. Trương Phi. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo nữa là ngài Bạch Long. Bạch Long. Rồi tiếp theo Hậu Trắng với lại Hậu Vàng. Hậu Vàng. Dạ. Bạch Long là phải là Triệu Tứ Long anh hay là không? Khác? Không phải. Bạch Long là chỉ rồng trắng là cưỡi làm ngựa cho của Tam Tạng á. À là Bạch Long là ngài Bạch Long đó. Dạ dạ. Là là cái vật cởi của ngài Quyền Trang để đi trên kinh. Dạ dạ. Cho em hỏi là trong cái khu vực này á, theo em biết là Campuchia là một cái vùng đất mà khi về về sát, đặc biệt là đi cổ á, thì nghe nói là hàng trăm tới 200-300 người về luôn. Dạ đúng. Như vậy là tại sao có nhiều Hồng Hà Nhi, có nhiều Tề Thiên hoặc là có nhiều ngài Quang Thánh thì em không biết được đó là như thế nào. Cái anh đó là cũng như là một cái xác người ta chia xuống. Chia xuống từng cấp bậc là cũng như là sát thượng đẳng thì nó cao, chia xuống làm 4 chia xuống làm 8, cũng như là chia ra từng 16, phần 16, dạ, 16 dạ, dạ. Xuống nhỏ nữa dạ, dạ. Nhưng mà vẫn là ngày Quang Thánh luôn. Dạ, vẫn một ngày thôi mà theo cái bộ phận
có người theo về mão, có người về giáp tay, có người về bộ đồ, về đôi giày, là cái đó khác nhau. Chưa hiểu, tức là cũng là quan thánh nhưng cũng mà quan thánh chỉ là cái mão thôi. Dạ, cái mão. Vì là ông là một cái hình tượng hiện, rất là to, hiện thân rất là to. Dạ. Và mỗi cái vị trí trên cái con người của ngài là một cái người về sẽ quyền sát. Dạ đúng. Ồ, quá hay luôn, em không biết luôn. Tức là không chỉ là quan thánh mà các vị khác cũng vậy luôn. Dạ dạ. Nhưng mà tại sao các vị phải mượn xác? Tại vì em cũng có phỏng vấn ở những người Tăng Châu rồi. Dạ. Thì em muốn hỏi là tại sao những vị đó đã ở trên, gọi là em tạm gọi là bề trên, ơn trên đi. Dạ. Và tại sao phải mượn xác người phàm để làm hành xác cái điều đó? Những cái phong tục này là nó từ xa xưa rồi. Về để mình cứu dân độ thế. Dạ. Là cũng như là bệnh quạn, dạ, ma tà đồ nhập vô trong thân. Dạ. Ông về là ông giải trừ cho bá tánh. Dạ. Như vậy thì phải mượn xác người mới làm được cái đó. Dạ, đúng, đúng. Anh là người có đi xiên que hay là gọc lưỡi lấy phù, hay là người đi ấu gai hay là không, hay là nó như thế nào? Năm xưa là có, dạ, có làm lúc, dạ, mới thành lập về, dạ, là có đi xiên que. Dạ. Từ sau đi là ông nói bảo là không làm như vậy nữa. Dạ. Làm gì vậy cũng được mà không phải không được mà ông không cho làm nữa. Là mỗi năm ông sẽ có một cái hạnh khác nhau, một cái chức năng khác nhau để giúp cho đời. Nó không phải phải là chỉ là xiên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi ông hổ về thì ông hổ như thế nào anh? Em muốn biết là đối với khi mà ông hổ về á, em nghe nói là họ trong công, tức là em muốn biết bên trong anh nó như thế nào. Em rất thích. Bên trong thì nói chung là mình ông nhập về là mình không có biết gì hết. Không có biết thân luôn. Là ông nhập về thì mình cái hồn của mình nhập lên cái chân nhang tổ lớn á, là mình ngồi trong đó là không biết gì hết. Rồi ông nhập về, ông muốn làm gì làm là tùy ông. Tùy ông. Dạ. Chứ mình không có biết được, mình không có kiểm soát được. Không kiểm soát được luôn. Dạ, mình chỉ biết là mình cái hồn mình sẽ tạm gửi vào cái chân nhang đó. Dạ dạ. Xong hết trơn rồi, ông sẽ lấy cái hồn của mình trả về trong cái xác thật sự của mình. Dạ. Là ông ở đây là một, tức là anh nói là về ba ông hổ là trong ba ông ở đây. Dạ dạ. Dạ. Thì hiện giờ ông có ở đây không anh? Có đây hả? Dạ. Hèn nãy giờ em đi qua em cũng bị gùng mình. Có vợ gốc đấy à. Nãy đi qua cứ gùng mình nè. Nè, em biết tại sao lại đây? Tức là trong cái vấn đề mà về hành xác á, thì em cũng là người đã tham gia thấy các vị về xiên quai, thấy các vị về đánh ấu gai. Dạ. Thì em không biết là có rất là nhiều người thắc mắc trong năm vừa rồi, những cái năm trước đó nữa. Dạ. Thì khi vậy khi mình làm đó, mình trong lúc mình làm đó mình có bị đau không? Không. Không có bị gì, không biết gì hết. Dạ. Rồi khi mà buông ra rồi mấy ông trả xác rồi thì nó như thế nào? Mình vẫn bình thường như là mình bình thường. Dạ. Và những cái vết thương đó như thế nào? Không có gì hết. Không có gì hết. Dạ. Rồi thì hồi nãy anh có nói em là cái văn hóa về văn hóa tín ngưỡng gọi là hành xác, nó xuất phát từ bên Trung Hoa. Dạ. Thì đó, khi mà là tại vì bên Tam Quốc mà, thì khi mà truyền về tông các nước như là Việt Nam, Campuchia, rồi Singapore, Malai hay là, dạ, Thái Lan á, thì ở riêng ở Campuchia này nó có khác biệt gì với Việt Nam mình hay không, anh giải thích giùm em. Cái khác biệt là bên Campuchia này á, là mình đi diễu hành theo đường phố là được bận đồ hoặc là trang phục đồ lộng lẫy được hết, còn Việt Nam là chỉ là mỗi ở chỗ tại nơi thôi. Dạ, dạ, tại nơi đây thôi. Dạ. Tức là ở Việt Nam thì đa phần là tại các em nhỏ đó. Dạ. Họ sẽ hoạt động kiểu nhóm nhỏ. Dạ, dạ, dạ. Và khi mà làm lên thì công an kiểm soát rất là nhiều. Dạ. Giống như hồi nãy Quang tới đây á, khi mà Quang bước vào á, Quang không nghĩ là một cái điện, một cái am mà tại nơi đây to như thế này. Ở Việt Nam thì đây là một trong, em nghĩ là ở Việt Nam rất là khó xây á. Dạ. Chứ ở đây mới xây được như vậy thôi. Mọi người thấy không? Cái quang cảnh nó rất là to. Thì ở đây em thấy rất là nhiều đầu lăng, thì thường ngày là anh bên lăng luôn hay là sao? Dạ, dạ, bên đội lăng luôn. Bên đội lăng luôn. Dạ. Thì cái cuộc sống thường ngày là bên đội lăng. Dạ. Còn khi mà tới cái lễ hội như ngày hôm nay hoặc là tháng 6 hoặc là tháng cuối năm á thì, dạ, mình lại tổ chức. Dạ, lại tổ chức là mình làm, mình cúng bình thường. Dạ. Chiêu mộ Phật tử lại là mình cúng đốt nhang đồ, dạ, bình thường. Như vậy thì cái đệ tử của anh đông không? Nếu mà gồm hết đệ tử thì khoảng hơn 100. Hơn 100 đệ tử? Dạ. Ông có tới 100 đệ tử. Như vậy thì trong 100 đệ tử đó vẫn có những người về? Vẫn có. Vẫn có người về. Dạ. Anh có thể là vui lòng kể cho em về cái câu chuyện là lúc trước đó, đầu tiên thì anh nói em là năm 2015. Hồi nãy có nói em là thành lập 2015, là lúc đó là anh bị hành xác luôn. 2005. Quên, 2005 là, dạ, bị hành xác. Tức là cái câu chuyện nó như thế nào anh? Tức là anh ngủ giấc mơ là giấc mộng hay là sao? Nhầm cái hôm đó mình đi làm về. Dạ. Đi làm hồ làm bê gì đó, về cái bị bệnh.
nóng mình quá trời, cái chuyển đi bệnh viện, vô nước biển không được, vô bị sốc gãy kim, rồi chuyển về nhà, tối đêm đó lại là không biết mình, không biết gì hết. Ban đêm nữa, đêm 12 giờ đêm là xuống dưới nước dưới sông này nè, xuống ở đằng trước này là nằm dưới nước đó, đó. Là nằm tới sáng luôn. Nằm là nằm ở dưới nước? Nằm là... dưới nước cái cổ mà nó trên... Nó nổi lên luôn, dạ. Vậy luôn chứ nó không chìm xuống, dạ. Nằm là sắp sắp nước hay là nằm, dạ, ở giữa sông hay là... Nằm ở mé sông này nè, gần bờ. Cái mình nằm dưới nước còn cái đầu trên khơi. Gì nó mới mát được? Không hiểu là như sao luôn mà mình không biết mình. Nhưng mà anh lúc đó thì anh, khi đó là gia đình có kéo anh lên hay có, là có nhưng mà không lên được. Không lên được. Một cả một đêm luôn. Dạ. Như vậy thì sau đó thì sao nữa anh? Sau đó thì mới đi kiếm người, kiếm thầy rồi đó, rồi coi cũng không ra. Mới bắt đầu đi về núi. Núi nào anh? Núi Thất Sơn á. À, là Thất Sơn mình, dạ. Là phải về Việt Nam mình. Về Việt Nam, à. Phải tìm thầy sư ở đó. Rồi mình mới khai căn. Yeah. Khai căn rồi mới hỏi ông nào về gì vậy vậy. Yeah. Rồi ông nhập về cho mình, ông mới nói là tên tuổi ông như vậy vậy. Rồi bắt đầu về đây mình mới thành lập từ từ lên. Tới ngày hôm nay là 18 năm. Dạ. Yeah. Và mỗi năm hoặc là 1-2 năm thì lại về một vị. Dạ. Yeah. Nhưng mà thường em nghe nói là những người có căn, linh căn hay là những người cho mượn xác như vậy thì rất là mệt và cuộc đời nó rất là khó khăn. Thì đúng, em thấy rồi. Nó như thế nào? Đúng rất, không vậy? Rất là khó. Khổ lắm anh ơi, nói chung là mình ở đây chòm sớm, nếu mà người ta ưa mình, người ta không nói gì, người ta phật lòng mình, người ta chửi này chửi nó dữ lắm. Mình cũng gán tịnh tâm lại, rồi ai chửi gì chửi, mình cứ vẫn là mình. Đó là như vậy. Nhưng mà mấy ông về báo, anh có một cái giấc mơ hay là một giấc mộng nào để mấy ông về báo cho anh là ông thấy sao sao? Em nghĩ là phải có đúng không? Có. Ông... mình làm cái chuyện gì sai hay hoặc là cái chuyện gì mà bất chắc mình đi đến chỗ đó gặp cái chuyện gì tai nạn hoặc cái gì là ông sẽ về báo mình biết trước hết. Như vậy thì trước những cái ngày lễ hội như ngày cộ, trước những ngày anh lên xác thì bên trong của anh như thế nào? Khó chịu lắm. Mình không phải là mình đâu, nóng nảy khó. Mấy đệ tử rồi nó, tụi nó không dám ở gần đâu. Bây giờ mới gần anh có nóng không? Không. Nóng rồi. Tại vì khi mà nhìn anh á, cái tướng anh nhớ chứ, mà cái dáng dấp của anh rất là to, giống như là đúng là tướng của ngài Quang Thánh, đúng là tướng của ngài Trương Phi luôn, rất, yeah, rất là cho nên là khi mà đến đây á, hồi nãy em có đơn ông nói em đi ngang đi xung quanh á thì em cũng gỡ ngốc, tại vì em biết là anh ba, cho nên em mới hỏi anh là các vị có ở đây hay không, cho nên là em cũng có một cái cảm ứng là em bước vô mắt em cũng có giật phía bên tay phải nè. Dạ, yeah, đúng rồi. À, nó giật xong cái bắt đầu nó gỡ ngốc. Thì em, cái đó là cái cảm nhận riêng của em là như vậy. Yeah. Tại vì em quay từ xưa đến giờ, em quay ở Việt Nam cũng khá là nhiều. Lần đầu tiên em quay về nét văn hóa tín ngưỡng mà của người Việt Nam tại Campuchia mà bước vào một cái am to như thế này nữa, thì đương nhiên em cũng phải có một cái cảm xúc nào đó. Nhưng mà đối với đạo Phật á, thì họ luôn có một cái việc gọi là không tin về những cái phần căn, về nhập xác hay, yeah, là tin về linh hồn. Đại loại là như vậy, thì theo anh thì anh có một cái gì để anh chia sẻ ra để nói là cái việc này người ta đôi khi người ta không tin á, thì anh có cái câu nói như thế nào? Như gì? Cái người không tin thì nó rất nhiều, người tin mình rất ít. Đó là như vậy. Rồi cái tin mình á, tin ông thì ông sẽ giúp. Còn không tin ông, cái đó là tùy duyên của Phật tử thôi. Dạ, dạ. Còn theo Phật Pháp thì cái đó mình cũng chưa có tìm tòi tới, yeah, chỉ là mình theo ông bây giờ hiện giờ mình như gì, cũng sắp xếp cúng kiến gì cũng không biết, chứ là chỉ ông về tự ông làm, ông sắp xếp cúng kiến cúng cái này làm kia là tự ông về ông làm hết. Ông làm là ông nhập xác vô ông làm hay là, yeah, ông báo mộng? Ông nhập xác về ông tự làm, ông chỉ cho con cháu làm cái này gì. Giờ nhập vô anh. Dạ, yeah. Đây về Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi. Này, dạ, về rồng trắng. Rồng trắng. Dạ. Tức là người Việt Nam mình luôn. Người Cam. Người Campuchia. Dạ, Campuchia. Thường ở đây là giống như hồi trước đây em biết đó, là khi mà em coi clip rất là đông. Rất là đông các vị về thì về thường thường là đầy đường vậy luôn hả? Rồi công an có làm khó hay như thế nào hay không? Không, người ta sắp xếp cho cái đoàn của mình vô đàng hoàng chứ không có lộn xộn. Vì vậy năm nay anh có về không? Tức là ông báo nhanh đó. Năm nay em không có được về tại vì, dạ, ông báo là không có cho đi. Không biết ông gặp trục trặc cái gì mình không biết mà ông không cho đi năm nay. Dạ. Dạ.
À, tức là ngày Quán Thánh là không có muốn anh đi trong hôm nay, anh chỉ đứng ra tổ chức này kia thôi. Dạ dạ dạ. Vì vậy là ngày mai anh cũng có tham gia đưa cho hai bạn đi. Dạ dạ đúng rồi. Thì đến đây á, thì ngoài những cái câu chuyện giống như hồi nãy giờ anh em mình chia sẻ, thì em muốn muốn gửi đến để cho người ta hiểu hơn về cái nét văn hóa tại cái khu vực của Campuchia mình, tại khu vực về những cái lễ hội hành xác. Quang sẽ cố gắng quay một lễ hội nó chỉnh chu, nó chi tiết và cũng như là mang được đậm những cái văn hóa tín ngưỡng tại vùng đất Campuchia. Thì trong cái số những người về như vậy thì người Campuchia hay là người Việt Nam? Đa số là người Campuchia, còn người Việt Nam mình ít. Tối nay ở trong cái am của mình có tổ chức gì? Có một cái lễ hội nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ. Dạ. Em mong là tối nay em cũng khoảng mấy giờ ha? Tầm 7 giờ. 7 giờ. Dạ. Em mong là tối nay em cũng có cái cơ hội để tham gia cái lễ hội đó tại nơi đây. Thì em cảm ơn anh và mong là tối nay em có cái duyên để cùng anh mình quay một cái lễ hội nhỏ tại nơi đây. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ em rất là nhiều cái hay cũng như là những cái nét văn hóa tại nơi đây. Dạ. Thì có gì tối nay anh em mình gặp lại. Dạ dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi mình chờ tí xíu nữa mình đi xung quanh để mình tối nay mình có cái cơ hội để mình quay một cái lễ hội này ha. Bây giờ đang làm lễ tại nơi đây để mừng nghĩa là ông đang mời ông về, ông Quang Thánh Đế Quân ha. Phù, tức là ở đây là một cái am của người Việt Nam mình tại Campuchia. Hiện giờ ông về ông cho phù trước khi bắt đầu ngày 15, 16, 17. Tức là hiện tại Quang đang có mặt tại am của Quang Thánh Đế tại Campuchia, Phnom Penh vào ngày 13. Đi luôn. Ghế này là ông ngồi 18 năm rồi. Đây ông đang lên. Chặt xéo ơi. Ran. Xe này. Đây, xéo xéo tiếp. Ừ. Cần ông coi. Đi không? Đừng đứng lên gần rồi đi ngay lên. Chân đi.
ông ơi, nhẹ ông ơi, được ông ơi. Vì chắc kia là quan bộ chỉ phí sẵn chứ giờ lắm. Thôi ông nói tiếng thông thường đi con cháu biết chứ, giờ ông nói tiếng đó sao con cháu hiểu. Ông nói tiếng thông thường đi. Nói tiếng phổ thông đi cho con cháu biết chứ giờ nói tiếng Tàu đâu biết đâu. Có gì thì ông về thì đó ngày nay cũng 13. Thì ông về có gì mách bảo con cháu thì ông cứ nói. Nói tiếng đậu nói tiếng Việt. Nó là, tiếng Việt. Như vậy là để nói tiếng Việt. Nè. Để đổi ở tâm. Chóc đông này có cây cây quá, có cây cây quá. Dạ. Chóc đông trình thì cây cây quá. Dạ. Thì sao giờ thì mình thì cũng nhờ mấy ông cũng che chở gì, mấy ông che chở cho con cháu. Sống tỏ ở đây thì mấy ông cũng về bảo hộ con cháu được bình an vạn sự. Dạ mô Phật. Con chừng cái gì, cái dịch gì dịch, dịch á, bùng dịch lại phải không? Dạ. Như tái phát dịch lại không cho đi xa, cũng như kêu Phật con cháu trong xóm làng không có đi xa. Dạ. Sợ tai họa cũng như hợp đến là mình chỉ chị không nổi. Covid như là Covid lợi với quay trở lợi đợt dạ. Hai. Có cái gì thân cầu có mô. Thì con mấy con cũng mấy đại Phật tử ở đây thì cũng nói rõ ông là cũng đến đây cho biết cũng như am của ông quay để lên cho mọi người biết cũng như cho bá gia bá tánh cũng như đều xa đều biết cũng như họ cũng đến đây thăm viếng hay là cho biết ông vậy đó. Không có cái gì đâu, ông về là vui vẻ là được rồi. Rồi 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 đi. Đang lên ngầu kiệu dao. Túc ấy rồi. Ô, nhẹ nhẹ ông ơi, được ông ơi, về vui chút đỉnh được ông ơi. Thôi được ông ơi. Tính vô xác. Đội xác chuẩn bị nha. Chương thi á. Yeah.